Chào mừng các con đến với môn tiếng Việt, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay cô sẽ dạy các con tiết thực hành. Mời các bạn hãy chuẩn bị vở bài tập tiếng Việt và lật ra trang 19. Đố các con, bài hát vừa rồi nói đến con. À đúng rồi, chắc các bạn, bạn nào cũng đã tìm được bài hát nhắc về con chuồn chuồn. Ngày xưa, ông bà ta thường nhìn vào cái cách bay của con chuồn chuồn cao hoặc thấp để dự báo được thời tiết như thế nào. Các con sẽ tìm hiểu rõ hơn qua bài ca dao tục ngữ sau đây nhé. Mời các con cùng đọc. Các con đã đọc xong chưa nè? Nào, bây giờ chúng ta cùng làm bài tập thứ nhất nha con. Các con hãy tìm trong bài ca dao tục ngữ từ nào chỉ con vật và từ nào chỉ thời tiết. Các con hãy cùng tìm với cô nha. Bạn nào đã tìm được rồi?
trong bài từ chỉ con vật, đó là chuồn chuồn, ếch, từ chỉ thời tiết là nắng, mưa, các bạn có tìm được giống cô không? Các con hãy bấm dừng lại bài giảng để có thời gian con viết bài vào trong vở của mình nha. Từ những từ ngữ tìm được, cô mời các con chúng ta tiếp tục qua bài tập số 2. Mời con hãy đọc đề bài để tìm hiểu xem đề bài yêu cầu chúng ta làm điều gì. Từ những từ ngữ đã tìm được ở bài tập 1, các con sẽ đặt câu với những từ ngữ đã tìm được. Mời các con bắt đầu. Cô sẽ giới thiệu câu mẫu cho các con cùng tìm hiểu nha. Con chuồn chuồn đậu trên cành cây. Cô có từ chuồn chuồn. Thêm một câu nữa. Hôm nay trời mưa to. Cô có từ mưa. Các con chú ý, khi viết câu vào bài, chữ đứng đầu câu ta phải viết hoa và cuối câu phải có dấu chấm. Đây là những câu cô gợi ý. Nhưng đối với các con có thể tùy ý viết những câu mà mình thích nha con. Chúng ta tiếp tục chuyển qua bài tập số 3. Hãy gạch dưới tiếng có chứa vần U, I, A, U. Nào, các bạn hãy cầm bút chì lên, chúng ta cùng nhau đọc và tìm nha con. Rồi, chắc các bạn cũng đã tìm xong. Bây giờ các bạn sẽ cùng với cô sửa bài nha. Từ thứ nhất, giấy, pơ, luê. Tiếng luê có vần ưa. Từ thứ hai, đêm, khuya. Tiếng khuya có vần ưa. Và từ cuối cùng, phép mơ tuya, tiếng tuya có vần uya. Các con hãy sửa bài nhé. Và bây giờ cô sẽ cùng với các con tìm hiểu ý nghĩa của những từ này nha. Đây là cảnh đêm khuya, đường phố vắng, mọi người đang yên giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Còn đây chính là giấy bơ lê nè các con. Giấy bơ lê là loại giấy được cán mỏng, được làm từ những sợi bông tinh khiết. Giấy bơ lê được sử dụng trong những ngành như là dệt may, giày da
và đóng gói thực phẩm đó các con. Còn đây chính là phép mơ tuyên. Đây là loại dụng cụ dùng để ghép hai mảnh vải lại với nhau. Nó được dùng nhiều trong quần áo nè, túi xách nè và ba lô mà các con thường dùng để mang đi học đó con. Giấy bơ lê và phép mơ tuê là những từ nước ngoài được phiên âm thành tiếng Việt, nên các con chú ý là giữa những từ này có dấu gạch nối nha con. Đến đây bay cùng Mirado nào. Việc mình làm quen với chị gió nha con. Chị Mi, sao cây em trồng lại hiểu thế này? Chị làm gì cây của em đúng không? Bạn ơi, chị có làm gì đâu, cây của chị cũng không ra hoa nữa này. Chị nói dối, chị phá cây của em. Không phải do chị Mi đâu. Tại trời nắng quá, lại không có mưa nữa, nên cây cối mới héo đấy. Thế phải làm thế nào để có mưa bây giờ? Hay là gọi thủy tinh đến? Mẹ bảo thủy tinh có tài hơn mưa gọi gió. Không cần đâu, chỉ cần gọi chị gió đến là được mà. Chị gió ơi, đi là mưa vậy. Chị gió ơi, có một cây được xanh ra, hoa lá đẹp và tươi. Cho tôi đi là mưa vậy. Chị gió ơi, làm hạt mưa giúp cho đời. Em xin hãy sang chơi. Chúng ta cùng quay trở lại bài học nha các con. Đối với bài 4 này, chúng ta sẽ nhìn một bức tranh nói về một hiện tượng thời tiết. Sau đó, các con sẽ viết 2 hoặc 3 câu về hiện tượng này
và cho biết rằng mọi người sẽ làm gì khi gặp hiện tượng thời tiết đó. Cô ví dụ, cô chọn bức tranh trời mưa. Cô sẽ viết được hai câu như sau: hôm nay trời mưa lớn, em đi học phải mặc áo mưa. Đây là bức tranh cô gợi ý cho các con. Nhưng nếu các con thích một bức tranh khác, cô ví dụ: đây là bức tranh trời nắng chang chang, thì các con cũng có thể viết một câu về hiện tượng thời tiết này và nói lên mình phải làm gì khi gặp thời tiết như thế. Cô ví dụ: ngoài trời nắng chang chang, em đi học phải đội nón. Đối với cảnh này, đây là cảnh mưa to, gió lớn, có cả bão nữa đó con. Vậy thì chúng ta sẽ phải ở yên ở trong nhà, tránh đi ra ngoài đường, gặp cây cối ngã sẽ gây ra rất là nhiều nguy hiểm cho các con đó. Đối với những vùng mưa to, bão lớn thì mọi người phải tập trung tại một nơi nào đó để chống bão. Các con nhớ nha. Như vậy, đối với bài tập này, các con có thể chọn một bức tranh nào tùy thích và các con viết nên hai câu nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy chú ý xem những cái câu mà cô đã giới thiệu mẫu ở các bài tập trước. Các bạn có thể bấm xem lại nha con. Cô chào tạm biệt các con, hẹn gặp các con trong tiết học sau nha.